Trận Newcastle với Chelsea diễn ra vào lúc 7 giờ 15 phút thứ năm ngày 27 tháng 7 trong khuôn khổ giao hữu các câu lạc bộ 2023. Theo đánh giá, nhiều khả năng chuỗi phong độ toàn thắng của Chelsea sẽ bị chặn đứng. Nên nhớ, Newcastle là đội bóng lột xác mạnh mẽ ở những mùa giải gần đây khi liên tiếp chiêu mộ những cầu thủ đắt giá. Newcastle đang có phong độ tốt khi thắng 2 và chỉ hòa 1 lần ở 3 trận giao hữu đã đá. Nhìn rộng hơn, chích chòe bất bại tới 14 trên 16 trận gần nhất tại mọi đấu trường tham dự và NHM không bất ngờ nếu thầy trò huấn luyện viên Howe sẽ giành kết quả tốt ở trận giao hữu với Chelsea vào sáng mai. Phía đối diện, Chelsea dưới thời tân huấn luyện viên Pochettino đang cho thấy rõ dấu hiệu khởi sắc khi thắng cả hai trận giao hữu vừa qua. Cụ thể, họ lần lượt đánh bại Wrexham với tỷ số 5-0 và Brighton với tỷ số 4-3. Tổng kết, trận đấu giữa Newcastle với Chelsea hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút căng thẳng và hấp dẫn ngay từ tiếng còi khai cuộc. Dự đoán kết quả sẽ là 1-2.